dọc theo đường 30 tháng 4 hướng từ Vincom Xuân Khánh, ngay cạnh bên quán ăn đẹp đời, chúng ta rất dễ nhận ra bảng hiệu cửa hàng hạt giống số 1 nằm tọa tại số 350 đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cửa hàng cung cấp trên 300 loại hạt giống, đồng thời chuyên thiết kế lắp đặt vườn rau sạch, hệ thống tưới tự động. Như các bạn đang thấy, đây là dàn rau thủy canh với 6 ống nhựa, bao gồm 72 lỗ. Còn đây là vườn rau bạc hà trồng thủy canh, rất là xinh tốt phải không? Nhìn là chỉ muốn cắt xuống ăn ngay thôi. Phía bên phải cửa hàng trưng bày các loại chậu khay chuyên để trồng rau củ và các loại hoa với đủ các kích thước, màu sắc, từ loại chậu rễ bàn cho tới chậu treo cho quý khách thỏa sức lựa chọn. Và một phần không thể thiếu của cửa hàng đó là hạt giống, với hầu như là đủ các loại hạt rau củ quả, từ hạt giống Việt Nam cho đến hạt giống nhập khẩu. Cửa hàng có cả những nông cụ phục vụ việc trồng rau. Đây là máy làm giá sạch. Đây là túi bao trái với đủ kích thước cho xoài, ổi, bầu, mướp. Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp các loại dung dịch để dưỡng cây và các loại phân hữu cơ như phân cá 33, phân bò và một loại phân cũng rất là được ưa chuộng tại cửa hàng đó là phân trùng Huế. Cửa hàng cũng cung cấp đất sạch để trồng rau. Phía bên kia cửa hàng là các thiết bị tưới. Và đây là các loại thiết bị tưới từ máy bơm đến các loại đầu tưới, bét tưới và các dụng cụ để nối ống. Đây là dây ống để dẫn nước tưới. Đây là ống thủy canh trắng PVC với hai lớp cách nhiệt nên sẽ giảm đi sức nóng của nước khi mặt trời chiếu vào. Với mong muốn đem lại một sức khỏe tốt nhất, Xuân Nông xin cam kết sẽ cung cấp cho quý khách những loại hạt giống tốt nhất, đồng thời sẽ tận tình hướng dẫn quý khách để có được một vườn rau sạch an toàn cho gia đình.